necessity. 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 Procedure. Procedure. Gun. Flower. Deer. 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 Không biết con gà nước gì thun hả? Không biết hả? Không biết con gà nước gì thun hả? Không hả? Gà mổ 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 hồi ngủ nhầm cái sợi dây thun á. Mổ nhầm sợi dây thun á. Gọi là gà nước gì thun. Mổ rồi thì phải nuốt thôi. Giống như là mình để cái gì vô miệng nhai nhai hồi mình nuốt thôi, gọi là gà nuốt gì thun. nói cái gà mờ kìa, gà mổ đó, gà mổ á, thấy bốn cô nương vô mà không chào hỏi gì hết trơn, im ru làm bốn cô nương ngồi hoài, ngồi đồng hoài chán thì thôi. Ok, các anh chị nghe tiếng mình nói rõ phải không? Hả? Tiếng mình nghe. Các anh chị nghe tiếng mình nói rõ phải không? Ok, cảm ơn. Tiger Lily. Tiger là bự, Lily là nhỏ, vừa bự vừa nhỏ. Ok, hôm nay mình học gì nè? Các anh chị hôm nay mình học gì nè? Do you remember what is the last reading? Anh chị nhớ cái bài đọc sau cùng của mình là bài gì không nè? Có nhớ bài gì nữa? Nghỉ lễ lâu quá quên rồi. Cái bài đọc sau cùng đó là bài gì? Arthur and Felix. Phải không? Arthur and Felix. Ok, cái bài này các anh chị viết chưa? Hả? Đúng rồi. Gọi là question task hay là task question? Gọi là task question hay là question task? Tạ Linh, hỏi Tạ Linh thôi. Chị mi khoái. Khoái bắt được ai mà dở không? Bắt được ai mà dở dở là tụi mi khoái lắm phải không? Cái này gọi là tricky á. Task question task.
Nhớ nha, cái gì quan trọng thì phải để ở phía sau. Cái gì quan trọng thì phải để ở phía sau. Mình nói về cái question hay là mình nói về cái task? Hả? Trả lời đi. À, Tạ Linh. Mình nói về cái question hay là mình nói về cái task? Yeah, nói cái question vậy. Thì cái question phải để ở phía sau. Okay. Yeah, cái question phải để phía sau. Còn capital rồi rõ nữa. Yes, hôm nay mình sẽ học về task question. Để mình áp dụng vô cái bài Arthur and Felix. Okay. Task là gì các anh chị? Task là cái đuôi, phải không? Cái đuôi. Sao Tiểu My vô trễ vậy? Ô trời lạnh á, thật sự Tiểu My thức sớm lắm đó nha. Ok, thật sự thức sớm lắm. Nhìn đồng hồ mới có đâu có 5 giờ mấy à. Sao lạnh quá biết không? Trời lạnh quá, trùm mình. Tính trùm mình cho nó ấm ấm chút xíu rồi mới dậy. Trùm mình ngủ, ngủ quên luôn á. Ngủ quên luôn. Theo là cái gì cô? Có nhiều khi một nghĩa ok hay là một chữ nó có nhiều nghĩa, cái như vậy cũng giống như chữ ăn đó, to eat hay là to help. Okay. Thành ra mình chỉ áp dụng khi mà mình nói làm sao thôi. Lạnh chứ, khi mùa lạnh thì ở tiểu bang nào nó cũng lạnh mà. Ở đây mình không nói về tiểu bang mà mình nói về cái đất, cái country. Cái USA nó ở trên cao phải không các anh chị? Ở trên cao phải không? Cũng như giống như Hà Nội thì lúc nào nó cũng lạnh hơn ở Sài Gòn, đại khái như vậy. Mùa đông thì tiểu bang nào nó cũng lạnh, nhưng mà chỉ có một cái lạnh ít hay lạnh nhiều thôi. Tiểu bang của Tiểu My nhiều khi nó xuống dưới 20 Celsius, 20 độ C á, 20 độ C á. Nhưng mà chị lạnh nhất là khoảng 20 18 19 20 là lạnh nhất rồi. Các tiểu bang miền Bắc nó xuống dưới 0 độ luôn á. Okay, let's start. Hôm nay mình sẽ học về cái task question. Texas. Okay, task question. Task question là gì? Task question are short questions that you can put on the end of a statement. Okay, where are we? Okay, let me repeat it. Task questions are short questions that you can put on the end of a statement you make to ask whether or not it's true. In other words, these are short additions to the sentences, asking for agreement of confirmation. Use them when you're confident that what you're saying is the truth, whether the statement you're making is positive or negative. Nghĩa là gì? Cái câu hỏi đuôi đó là những cái câu hỏi ngắn
mà mình có thể để nó ở cuối của một cái câu, của một cái mệnh đề, của một cái câu đi mà mình làm để hỏi coi nó đúng hay là nó sai. Nói một cách khác á, cái sự việc mà mình cái điều mà mình khó dịch quá đi, cái phần mà ngắn gọn mà mình để vô trong câu á để hỏi cái để hỏi cái, nghĩa là giống như nó lặp lại câu trên vậy đó, hỏi cái sự việc nó đúng, nó mình make sure mình hỏi cho biết coi nó có phải như vậy hay là không, phải như vậy. And khi mà mình đặt cái câu hỏi, đặt cái loại thôi đi, không biết dịch đâu, các anh chị dịch đi kêu chữ mi dịch thôi anh chị hiểu rồi phải không? Chữ nào mà các anh chị không hiểu thì hỏi, ok, còn nguyên câu thì các anh chị hiểu rồi, ok. Có nghĩa là không cần biết nó là phủ định hay là xác định, nghĩa là mình dùng cái loại câu hỏi này để mình cảm thấy là mình hỏi nó đúng hay là mình hỏi nó sai. Thí dụ như sáng mình thấy cái cậu đó đi ra khỏi nhà có xách theo cái pack pack theo nữa, đeo theo, thì mình for sure là cậu đi học phải không? Nên mình hỏi you go to school, don't you, nghĩa là mình hỏi lại cho chắc chắn là mình cái ý nghĩ của mình nó đúng. Em đi học phải không? Thì dĩ nhiên thấy cậu xách cái, cậu đeo cái pack pack là mình biết là cậu đi học rồi, phải không? Nghĩa là mình chỉ hỏi để make sure là cái ý nghĩ của mình nó đúng thì thôi, đúng đúng. Còn thí dụ bữa đó ngày thứ hai mà thấy cũng cậu cũng đeo cái bát thác á, thì mình sẽ hỏi là Don't you go to school? Do you? Hay gì? You don't go to school? Do you? Có nghĩa là em không có đi học phải không? Tại bữa nay, I mean, nói lộn nhé, đi nhà thờ chứ. Okay. You don't go to church, do you? Nghĩa là em không có đi nhà thờ phải không? Nhà thờ gì bữa nay? Nghĩa là biết rồi mà cũng còn hỏi đại khái như vậy. Chỉ confirm cái statement của mình mà thôi. Okay. Yeah, đại khái như vậy. Em không có đi nhà thờ phải không? Hỏi đi nhà thờ mà đâu có hỏi đi học đâu. Thì đó là cái định nghĩa nó nói. Để cho thí dụ thêm nè. Anne can cook. Can she? I mean, can she? Cái này là đố các anh, khi mà đặt câu hỏi này thì các anh chỉ nghĩ cái cô Anne này có biết nấu ăn thôi không? Biết không? Theo các anh chị nghĩ cô em này có biết nấu ăn không? Hả? Chị, các anh chị confused phải không? Biết. Biết. Cái task question ở phía sau để nhấn mạnh, để mình chỉ đặt ra để mình confirm lại cái ý nghĩ của mình là đúng. Mà cái ý nghĩ của mình là cái mệnh đề ở phía trước là mệnh đề chánh. Okay. Thấy không các anh chị? Không biết break break on nó được hay không nữa. Không được. Okay. Tôi đi screen nó lại chút đỉnh. Thấy không? Có nhiều người confused khi nào mình dùng cái task question. Thì cái để trong giáo ngoặc là bỏ qua một bên đi. Các anh chị học grammar nhớ không?
cái gì trong dấu ngoặc là có không có quan trọng. Thành ra cái điểm quan trọng là cái mệnh đề ở phía trước. Okay. Khi mà mình dùng cái loại câu hỏi này để mình confirm lại cái ý nghĩ của mình nó đúng. Anh chị hiểu hiểu rồi phải không? Nghĩa là chỉ khi nào mà mình nghĩ là cái điều đó nó như vậy đó, mình mới đặt câu hỏi cái loại này. Anh chị hiểu rồi không? Hiểu chưa? Hiểu hiểu không? Hả? Confirm lại có nghĩa là mình confirm là gì? Nghĩa là mình establish the truth. Thí dụ như là ok, mình cho ai cái số điện thoại, ok, later on người đó hỏi chứ could you tell me your phone number again, I just want to confirm I have is right, the one I have is right. Nghĩa là gì? Mình cho một người nào đó cái số điện thoại của mình, later on sau đó họ hỏi mình chứ bạn có thể cho tôi lại cái số điện thoại không, tôi muốn chắc chắn confirm đó. I would like to confirm is it true, the one I have is it right, là thấy như vậy. Tôi muốn chắc chắn là cái số mà tôi có đó, cái số điện thoại của bạn mà tôi có thì nó đúng. Cái đó là confirm. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Yeah, chắc chắn lại. Nghĩa là mình muốn biết chắc lại một lần nữa, mình hỏi lại. Ok. Giờ lớn rồi phải không? Giờ để. Ok, giờ để cái microphone ở bên. Sorry các anh chị. Let me move it to the left side then. Rồi bây giờ các anh chị nghe lớn rồi phải không? Hả? Nghe lớn rồi phải không? Các anh chị nghe lớn rồi phải không? No, chưa. Bây giờ lớn dữ rồi phải không? Hả? Bây giờ lớn dữ rồi phải không? Phải không? Rồi. Bây giờ lớn dữ rồi đó. Okay, let me take one more. Rồi đó nha, lớn dữ rồi đó. Ai nghe chưa lớn thì check cái ngón tay của mình coi có bị đau hay không. Okay. Chưa nghe nữa hả? Nếu mà kéo lên nữa thì nó ù đó. Rồi bây giờ lớn dữ rồi đó nha. Ok các anh chị, trở lại bài học nè. Ok. Trở lại bài học. Thành ra cái loại câu hỏi này đó, chỉ khi nào mà các anh chị emphasize hay là các anh chị confirm một cái vấn đề nào đó cho mà mình nghĩ là nó xảy nó như vậy đó, okay, thì các anh chị nên dùng cái loại câu hỏi này. Bởi vì các anh chị thấy ít ai mà dùng cái loại câu hỏi này lắm, ít khi mà dùng cái loại câu hỏi này lắm, chỉ để confirm lại thôi, chỉ để mình hỏi lại để make sure là
cái sự việc đó nó như vậy. Các anh chị hiểu không? Hiểu phải không? Các anh chị nghe thì mình nói hôm nè. Ghét quá. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cái khi đọc lại cái định nghĩa nè, khi đọc lại cái định nghĩa nè. Thường thường cái định nghĩa nó quan trọng nha. These are short addition to sentences asking for agreement of confirmation. You use them when you're confident that what you're saying is the truth, whether the statement you're making is positive or negative. Cái loại câu hỏi này đó thì để hỏi một cái sự việc của cái confirmation, có nghĩa là để hỏi lại cho coi cái sự việc nó có phải là như vậy không, có chắc chắn là như vậy hay không. Ok, và mình dùng cái loại câu hỏi này khi mà mình tự tin là cái điều mà mình hỏi đó là một cái sự thật, không cần biết cái sự thật nó ở cái nó là phủ định hay là xác định. Phủ định xác định là làm sao, positive là như vậy. You go to school, hay là mình nói là you are đi. You are going to school. Aren't you? Đấy là cái điều mình hỏi là một cái điều xác định. Okay. You are going to school, aren't you? Là cái điều xác định là positive. Còn đây cái câu hỏi của mình, còn cái câu này là cái điều phủ định. Okay. You are not, hay là aren't, anh nói đi. Going to school. Are you? Cái câu thứ hai là negative. Anh chị hiểu rồi phải không? Hiểu điều này rồi phải không? Cái này là mình biết ở trong đầu rồi. Mình thấy cậu ta mang cái backpack là mình nghĩ là cậu ta đi học. Hồi nãy mình chỉ hỏi, giống như là mình chỉ hỏi cho có thôi, mình confirm lại cái ý nghĩ của mình nó đúng hay không thôi. Câu hỏi của mình nó đúng, phải như vậy không? Đấy. Còn cái câu ở phía dưới đó là bữa nay là thứ hai mà không thấy cậu ta đeo cái backpack, cái cặp táp á, xách cặp táp, thì mình nghĩ là cậu ta không có đi học. Hồi năm mình sẽ hỏi câu hỏi thứ hai. Thành ra cái mệnh đề ở phía trước là mệnh đề chánh mà mình muốn biết. Okay, còn cái task ở phía sau, cái short addition ở phía sau chỉ là phụ thôi, chỉ là cái luật, cái cách mà mình dùng cái loại câu hỏi này để mình confirm lại cái statement thôi. Thế anh chị hiểu rồi phải không? Answer me yes please. Bộ không ai nghe tiếng gì hết trơn hả? Và để xác nhận lại cái điều mà mình hỏi nó đúng là câu thứ nhất hay là nó không như vậy đó, Thái.
Rồi, hiểu rồi. Làm ơn, please, please. When I ask you a question, that means you owe me an answer. Say yes or no, please. Okay? I would rather you not smoke here, là gì? Câu đó chật. Ok, rồi, các anh chị hiểu là gì gì? Nghĩa là khi nào mà mình tự tin, các anh chị thấy nó có cái câu when you're confident that what you're saying is the truth, whether the statement you're making is positive, like you are going to school, or negative, you're not going to school. Thành ra các anh chị thấy ít ai mà đặt câu hỏi với cái loại này lắm, ít lắm. Chỉ khi nào mình muốn confirm một cái chuyện gì đó and mình tự tin là cái điều mà mình hỏi nó đúng như vậy. Okay. Rồi, tiếp tục nha. Giờ cho vài thí dụ nè. Thành ra khi mà các anh chị thấy loại câu hỏi này đó thì cái mệnh đề ở phía trước mới là mệnh đề chánh, mới là cái điều mà mình muốn biết. Okay. Mình muốn confirm lại có phải như vậy không. Mình biết là cô em, mình nghĩ ở trong đầu á, mình nhớ là cô em cũng có cook rồi. Nên mình hỏi em can cook, can she? Cô em cũng biết nấu ăn phải không? Đó. Cô em cũng có thể nấu ăn phải không? Nên mình muốn biết là muốn biết cái mệnh đề ở phía trước, chứ không phải là cái negative short addition ở phía sau. Hay là câu này Peter did the dishes, didn't he? Cái cậu Peter, cậu rửa chén, phải không? Thấy ai đứng trong nhà bếp giống như Peter, mình hỏi chứ cậu Peter, cậu đã No, thấy cái đống chén rửa rồi. Mình thấy cậu Peter, cậu đứng rửa chén còn tiếng trước đồng hồ rồi. Nên mình hỏi Peter did the dishes, didn't he? Cái này là điều này mình biết rồi, mình chỉ confirm lại cái sự biết của mình mà thôi. Ok. Hay là câu này, thấy cái người này run cầm cập luôn. Ok. Hay là sổ mũi gì đó, mình hỏi you're cold, aren't you? Em bị lạnh phải không? Thấy như vậy, tại thấy cổ đang run hay là sổ mũi tùm lum hết trơn á, hỉ mũi hoài á. You're cold, are you? Aren't you? I mean. So for all the question, cái này mình gọi là question nha các anh chị. So all the question, you see, the example are all positive, but the question are in negative, with a form of not, right? So this time we put the statement in the negative. Các anh chị thấy ba câu này, các anh chị thấy ba câu này thì cái điều muốn hỏi nó ở cái thể xác định. Ok. Trong khi đó cái câu hỏi đó thì nó ở cái thể phủ định. Đó là cái cách mà mình lập mình build thành, mình form cái loại câu hỏi này là như vậy. Ok, bây giờ qua cái phần forming là cái luật đó, mình đại khái mình dịch là cái luật đi, là cái công thức cũng vậy được, cũng vậy. Không hiểu hả? Không hiểu cái chỗ nào? Không hiểu cái chỗ nào? Lily kêu. Cái này mới vừa
mới nói là cái definition thôi, mới nói cái định nghĩa thôi, chứ chưa nói về cái forming. Thế chị cứ hiểu như vậy đi, hiểu đơn giản đi. Cái task question là gì? Là loại câu hỏi mình đặt ra để mình confirm lại cái điều mình nói đó, nó đúng như vậy phải hay không? Và cái điều mình nói có thể nó là phủ định, cũng có thể nó là xác định. Ví dụ mình nói em đi học phải không? Thì cái này là xác định. Em không có đi học hôm nay phải không? Thì cái này là phủ định. Okay. Nhưng mà mình biết chắc cái điều mình nói nó đúng, mình tự tin là cái điều mình hỏi nó đúng. Biết rồi còn hỏi làm chi nữa? Đó là loại câu hỏi này. Thành ra ít ai đặt loại câu hỏi này lắm. Đã biết người ta đi học rồi còn hỏi làm chi nữa? You go to school? Don't you? Dĩ nhiên rồi, phải không các anh chị? Right. Nhưng mà nhiều khi mình cũng cũng nên làm cái chuyện này. Okay. Xác định lợi. Rồi Lily kêu hiểu rồi không? Hiểu chưa? Hả? Hiểu chưa? Dạ, hỏi lại cho nó chắc đó. Thấy không? Hỏi lại cho nó chắc là như vậy. Lily kêu answer me please. Trong room chỉ còn một người không hiểu là Tiểu My phải ngồi nói hoài thôi. Gọi là nói khích hả? Không, không phải, cái này không phải nói khích nha. Cái này người Bắc gọi là nói khích hả? Không phải nói khích. Người Nam gọi là biết rồi, khổ lắm hỏi mãi. Người Nam thì nghĩa là như vậy đó. Người Nam nghĩa là biết rồi, khổ lắm hỏi mãi. Hỏi hoài. Thấy người ta cầm cầm cái bát phát là biết là đi học rồi mà hỏi hoài. You go to school, don't you? Phải như vậy. Ok, rồi. Các anh chị hiểu cái định nghĩa rồi cái gì? Khi nào các câu hỏi ngắn cái short cái task question nghĩa là gì? Mình chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Ok. Rồi bây giờ qua cái forming. Forming là cái cách mà lập cái câu hỏi này như thế nào? The tagline is formed by turning the main verb in the sentence into a question. Shorten the question to a verb and a subject. I mean shortening the question to a verb and a subject and making it negative or positive to contradict the statement. Nghĩa là gì? Ok, cho là cái thí dụ thì các anh chị sẽ thấy rõ. Cái tagline là cái mệnh đề ở phía sau đó, cái câu mà dứt qua đó. Thì nó đổi cái động từ chánh, ok? Trong câu đưa vô cái câu hỏi ở phía sau đó. Cái shortening the question nghĩa là nó làm cho cái câu hỏi, bây giờ Tiểu My phải separate nó ra, các anh chị mới hiểu. Cái can she đó là tagline. And cái tagline thì nó áp dụng cái động từ chánh với cái chủ từ. Ok, nó sẽ đảo lộn lại. Contrary là ngược lại. Ok, contradict hay là contrary là ngược lại, làm cho ngược lại cái mệnh đề ở phía trước bằng cách là mình đảo lộn cái chủ từ với cái động từ chánh. Và mình có thể mình make nó là negative nếu mà ở phía trước nó là positive thì ở phía sau nó phải là negative để mình đổi ngược cái mệnh đề.
Có nghĩa là cái mệnh đề ở phía trước là mệnh đề xác định, nhưng mà mệnh đề ở phía sau phải là mệnh đề phủ định. Nếu ở phía trước xác định thì ở phía sau phải có chữ not. Nếu mà ở phía trước có chữ not thì ở phía sau không có chữ not. Và mình đảo lộn cái chủ từ với cái động từ chánh mà thôi. Thí dụ câu, thí dụ như câu này. Các anh chị thấy cái mệnh đề ở phía trước là phủ định, thì cái mệnh đề ở phía sau nó phải là xác định. Và nó phải đảo ngược cái chủ từ với cái động từ chánh lại với nhau. Đây là cái cách thành lập cái loại câu hỏi này. Okay. Mình lặp lại cái mệnh đề chánh. Okay. Thì không, trong lớp cái con gì nhảy vô vậy? Các anh chị hiểu rồi phải không? Mình chờ cầu ấm mới giờ. Các anh chị hiểu rồi phải không? Hả? Con này gốm. Làm cả lớp nhảy tưng 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 tưng. Rồi các anh chị hiểu rồi phải không? Bây giờ lặp lại một lần nữa nè. Okay. Đó là cái forming. Cho thí dụ nha. Cho thí dụ. Thí dụ mình có một cái câu Anne can cook. Trước nhất á, mình đảo ngược cái chủ từ với cái động từ trước. Okay. Chữ em mình có thể thay thế bằng chữ she, right? Mình đảo ngược cái động từ với cái chủ từ thành can she, right? Rồi mình make nó negative, can she. Rồi mình để trở lại trong cái câu em can cook, can she. Dễ phải không các anh chị? Bây giờ tiếng Việt cho các anh chị câu khác nha. Các anh chị làm thử nha. Okay, Roger has called. Giờ mình đảo lộn cái chủ từ với cái động từ trước. I mean cái chủ từ và với cái động từ phải không các anh chị? Đấy. Này thường thường, để mình đi từng bước cho các anh chị đó. Đây là cách thành lập cái loại câu hỏi này. Rồi mình make nó negative. Okay. Right, rồi mình make nó negative. Thường thường mình make negative thì mình phải, nó áp dụng cho cái động từ phải không các anh chị? Right, nghĩa là mình để chữ not vô ngay cái động từ. I mean cái trợ động từ. Hasn't he, phải không? Right, hay là he's not he. Right, xong rồi đó mình đặt nó trở lại, mình thế nó cái short statement này thế vô cái câu. Rồi mình mới để nó vô phía sau. Với cái comma. Đồng ý không nào? Bây giờ cho một thí dụ khác nha. Thí dụ mình, đó là xác định, bây giờ mình có phủ định. Thì trước nhất mình cũng đảo lộn cái chủ từ với cái động từ, I mean với cái trợ động từ, thì nó sẽ thành là hasn't he, right? Mình đảo lộn đó. Mình đi từ bước như vậy, right? Sau khi mình đảo lộn nó rồi, phủ định sẽ trở thành xác định. Còn hồi nãy ở trên xác định sẽ trở thành phủ định, right? Bây giờ phủ định sẽ trở thành xác định thì mình sẽ có thêm nữa là his he, phải không? Mình để nó thành xác định nghĩa là không có chữ not, right?
rồi mình mới đặt vô ở phía sau cho cái câu hỏi đó, cho cái câu đó thì mình sẽ có là như vậy. Ui trời, nó luôn. Các anh chị biết rồi phải không? Bây giờ đến phiên các anh chị nha, đến phiên các anh chị làm thử coi đúng hay không nha. Làm câu này đi. Nhớ nha, trong câu hỏi đó chữ I, chữ we thì phải đổi thành chữ you. Điều này mình học rồi phải không các anh chị? Chữ your đổi thành chữ my, right? Các anh chị làm câu này đi, please. No. Đặt thành cái top question. Chữ I đổi thành chữ you. Chữ I khi mà mình đặt thành câu hỏi thì chữ I phải đổi thành chữ you. Trong thính. Chữ I đổi thành chữ you, please. Chữ your đổi thành chữ my. Ví dụ nói là I give you cái loại câu hỏi này hình như khó khăn với các anh chị phải không? Hả? You play game, do you? Don't you? That's right, don't you? Cái loại câu hỏi này hình như khó khăn với các anh chị. Ok, cho câu khác nha. I am a student. Bỏ đi, bây giờ các anh chị làm câu này. Tôi là học sinh. Giờ mình sẽ đặt câu hỏi làm sao để trả lời cho câu hỏi này. Bạn có phải là học sinh hay không? Phải không? Thì đặt câu hỏi này các anh chị đặt làm sao? Tôi là học sinh. Giờ mình đặt thành câu hỏi, bạn có phải là học sinh hay không? Các anh chị làm sao? Chữ I đổi thành chữ you, please. Mình đang đặt câu hỏi về task question chứ không phải yes no question nha các anh chị. Yes no với là WH and how question mình học rồi. Hôm nay mình không có deal với tụi nó nữa. Mình deal với task question. Có 3 loại câu hỏi. Loại câu hỏi thứ nhất là yes no question. Are you student? Loại câu hỏi thứ hai là WH and how question. What are you? Oh, I'm a student. Đó là loại câu hỏi thứ hai. Và hôm nay mình học loại câu hỏi thứ ba, mình gọi là task question, là loại câu hỏi có cái đuôi ở phía sau. Okay. Trở lại cái câu này. Chào mình. Trở lại cái câu này. I am a student. Bây giờ theo cái công thức
mình sẽ đảo lộn cái động từ với cái chủ từ, phải không các anh chị? Phải không? Mình đảo lộn nó, thành ra chữ I sẽ thành chữ you, mà cái động từ to be, chữ you sẽ đi với là chữ are, phải không các anh chị? Thành ra thay vì mình nói là am I, mình nói là are you, phải không các anh chị? Tại mình đảo chữ I thành chữ you rồi mà. Thành ra giờ mình đảo lộn cái động từ trước, are you a student, right? No, 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 I'm sorry, I'm sorry. Cứ nhớ, nhớ qua cái ấy hoài. Mình chỉ đổi cái phần ở phía sau thôi, cái phần phía trước mình vẫn giữ nguyên. Cái mệnh đề phía trước mình giữ nguyên, nhưng mà chữ I mình sẽ đổi thành chữ you, ok? Nói riết các anh chị làm tiểu mi tẩu hỏa đó, phải các anh chị biết không? Chứ không phải tiểu mi sai đâu, ok? Khi mà đặt câu hỏi thì cái mệnh đề ở phía trước mình giữ nguyên, ok? Mình giữ nguyên, right? Nhưng mà chữ I thì mình phải đổi thành chữ you. Thành ra chữ you sẽ trở thành cái động từ to be đi theo là you are, phải không? You are a student. Đấy. Rồi bây giờ đó mình mới áp dụng cái phần sau, cái đuôi, gọi là cái thác đó, cái đuôi. Thì cái đuôi đó mình sẽ đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. Thành ra cái câu này mình sẽ thêm là như vậy: You are a student. Are you? Đó không? Đó là cái step thứ hai mình làm. Rồi khi mà mình đảo lộn cái chủ từ với cái động từ ở phía trước rồi, thì nếu mà ở phía trước nó là xác định là không có chữ not, thì ở phía sau mình phải để chữ not vô cho cái động từ, phải không? Thành ra mình sẽ có cái câu mới là You are a student. Aren't you? Hay là are not you đó, mà thường thường ta không có nói are not, người ta viết tắt, ok? Aren't you? And thêm cái question mark. Question mark. And that's it. Anh chị hiểu chưa? Anh chị hiểu chưa? Giờ cho một câu khác nha. He is a doctor. Giờ các anh chị đặt câu hỏi để trả lời câu này đi. Ông ta có phải là bác sĩ hay không? Thì trước nhất, okay, mình lặp lại cái câu đó, right? He is, nhớ nha, cái mệnh đề phía trước mình sẽ lặp lại. Mình chỉ đổi cái mệnh đề phía sau thôi. He is a doctor, right? Mình lặp lại nó. Rồi mình phải lặp lại nha. Xong rồi đó, mình mới bắt đầu mình đảo ngược cái động từ với cái chủ từ, phải không? Ra mình sẽ có câu mới là He is a doctor. Khi đảo lộn cái động từ với cái chủ từ, is he, phải không? Đó là cái step thứ hai. Rồi ở phía trước nó là xác định không có chữ not, thì ở phía sau đó mình phải để chữ not vô. Đó là cái step thứ ba. He is a doctor. Is not he, phải không? Hay là isn't he? Right, đó là cái step thứ ba. Cái step thứ tư là mình làm gì? Dĩ nhiên là để cái question mark vô, right? He is a doctor. Isn't he? With a question mark. Anh chị hiểu rồi phải không? Đó là tiếng mình đi từng step, nhưng mà khi mà mình làm đó, mình làm cho nhanh, ok?
mình làm cho nhanh. Nhưng mà nếu mà các anh chị chưa có quen thuộc thì các anh chị nên đi từng step như Tiểu My vừa làm á, rồi mình làm nhiều lần thì các anh chị sẽ quen. Ok, rồi hiểu rõ rồi, cảm ơn. Còn ai mà không biết nữa, còn ai mà chưa hiểu thì đánh số 1 nha, không thôi Tiểu My ngồi nói hoài đó. Rồi bây giờ cái câu này, he is not a doctor. Từ từ, con học nhiều mà, bộ lông biết hết trơn rồi hả? Biết hết cách đặt câu hỏi về loại câu hỏi này hả? Long biết hết trơn rồi hả? Hả? Long biết thì Tiểu My cho Long khóc luôn. Không thì phải chờ đi, còn nhiều chuyện nói lắm á. Ok, he is not a doctor. Bây giờ các anh chị đổi câu này, các anh chị nhìn lên trên cái banner đi, basic English. Basic là từ là thường thường là mình học từ đầu, phải không các anh chị? Căn bản từ đầu, right? Thành ra tại sao Tiểu My phải nói chậm rãi, các anh chị đừng có hot nha, đừng có get hot. Có nhiều anh chị chưa biết cái vấn đề này, thành ra Tiểu My phải nói rõ ràng chậm rãi như vậy. Còn các anh chị học rồi thì các anh chị sẽ thấy chán, phải không? Nhưng mà các anh chị chưa biết thì không có chán đâu. Cái giờ này của Tiểu My không phải cái giờ grammar ở hôm qua. Khi mà cái giờ dành cho các anh chị còn yếu tiếng Anh, còn dở dở tiếng Anh giống như Tiểu My vậy đó. Thế. Rồi bây giờ các anh chị coi câu này đổi làm sao? Đặt thành câu hỏi làm sao? Trước nhất mình lặp lại y chang cái mệnh đề này, phải không? Trước nhất mình lặp lại y chang đó, he is not a doctor. Right? Xong rồi đó, mình mới đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. I mean, đảo lộn cái chủ từ với cái động từ, phải không? Is he He is not a doctor. Is he? Đúng không? Đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. Right? Rồi, cái step thứ ba là mình sẽ coi nếu mà ở phía trước nó là phủ định là nó có chữ not, thì ở phía sau nó không có chữ not. Nó phải là xác định. Thành ra rõ ràng ở phía sau nó không có chữ not rồi, thành ra mình cứ để yên đó, phải không các anh chị? Right? Và mình thêm cái dấu hỏi là xong. Thành ra cái câu này mình sẽ trở thành he is not a doctor. Is he? Right? Mến chào hướng thiện. Các anh chị thấy, các anh chị hiểu rồi phải không? Đó là Tiểu My đi từng step đó. Thế. Còn ai không hiểu nữa? Bây giờ cho một câu khác nha. I do my home work. No. Các anh chị làm câu này đi. I do my homework now. Tôi làm bài tập bây giờ. Bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi là bạn làm bài tập bây giờ phải không? Mình confirm lại, mình xác định lại coi điều này có đúng hay không, mình đặt lại câu hỏi này. Bạn làm bài tập bây giờ phải không? Đấy. Thì trước nhất chữ I mình sẽ đổi lại thành chữ you. Nhớ nha. Trong cái câu xác định. Giờ tí mình nói lại nè. I, your
sẽ trở thành mây. Okay. And you sẽ trở thành me. Cái này mình gọi là objective pronoun. Cái you này với cái me này đó là objective pronoun, nghĩa là đại danh từ dùng làm túc từ, có nghĩa là nó đứng ở phía sau. Okay, nó đứng ở phía sau. Còn I với we trở thành you, nó là subjective pronoun, là nó đứng ở phía trước. Okay. Các anh chị học cái điều này ở ở trong cái bài pronoun rồi. Anh đã câu này, bây giờ mình bắt đầu mình đổi nè. Chữ I sẽ thành chữ you, phải không? Phải. Mình lặp lại, nhưng mà chữ I sẽ phải trở thành chữ you. Lặp lại y chang, ok? You do. And chữ my sẽ trở thành chữ your. I'm sorry. Thì mình thiếu cái chữ my, sẽ trở thành chữ your. Your. Homework. No. Right. Nhớ nha, chữ my trở thành chữ your. Nãy tụi mình không có mention lên. So you do your homework now. Mình lặp lại, chỉ đổi chữ thôi. Rồi bây giờ tới cái step thứ hai. Mình sẽ đảo lộn cái chủ từ với cái động từ, phải không các anh chị? Thành ra mình sẽ mình sẽ có là do you, phải không? Đảo lộn cái chủ từ với cái động từ là do you, phải không? Cái step thứ hai, right? Rồi cái step thứ ba, mình sẽ coi cái mệnh đề chánh ở phía trước. Nếu mà nó là xác định thì ở phía sau mình phải để nó là phủ định. Ở phía trước xác định là không có chữ not, thành ra ở phía sau mình phải để vô chữ not, right? Thành ra giờ mình thêm vô nữa là do not you, phải không? Thay vì mình nói do not you thì là không ai nói do not you, mà người ta nói là don't you, viết tắt, ok? Thường thường ở phía sau là viết tắt rồi mới thêm dấu hỏi. You do your homework now, don't you? Có ai làm được như vậy không? Hả? Có hoàng tử nè, có ốc luộc nè. Hình như là câu hỏi này các anh chị hơi confused, phải không? Nó mới với các anh chị, phải không? Đây là mới là giản dị thôi đó, ok? Rất là simple đó. Một hồi mình còn đi vô những cái nhức đầu nữa. Thành ra Tiểu My nói chậm rãi nhiều lần để cho các anh chị thấm, biết không? Để một hồi các anh chị không có bị lẫn lộn. Anh đã giới Tiểu My, chỉ khi nào Tiểu My nói ô bài hôm nay chấm dứt rồi thì các anh chị còn miss hay là còn thiếu cái gì thì các anh chị lúc đó các anh chị nên hỏi. Còn trong khi mà Tiểu My đang chia sẻ, Tiểu My chưa nói là chấm dứt, thì các anh chị đừng nên hỏi những cái điều mà chưa nói tới, ok? Tại một bài của Tiểu My nó rất là đầy đủ, không có thiếu sót cái gì hết trơn á, nên các anh chị cứ từ từ, ok? Thường thường cái tag question ở phía sau đó, thường thường nó sẽ là nó contraction, có nghĩa là mình phải viết tắt, ok? Phải viết tắt, không có ai nói do not you hết trơn mà can nói don't you. Okay. Từ từ mình sẽ đi qua cái vấn đề đó. Tí mi mới vừa nói cái cách đổi cho các anh chị thôi. Thank you.
Ok, bây giờ các anh chị đổi câu này nha. Tôi thì ở nhà. Dịch câu đó trước đi. Tôi thì ở nhà. Bạn đang đâu vậy? Tôi ở nhà. Dịch câu này đi, viết ra đi. Yes, I am at home. Okay. I am at home. Bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi. Bạn ở nhà phải không? Đó, các anh chị đặt câu hỏi đó đi. Bạn ở nhà phải không? Đặt thành câu hỏi đó đi. Đổi từ cái câu I am at home. You are at home, aren't you? That's good. Anh chị hiểu chưa? Hey. I. Okay. Tôi đang ở nhà. Tôi ở nhà. I. Chúng mình làm lại nha. Am at home. Right. Trước nhất mình lặp lại câu cái câu này. Đổi chữ I thành chữ you, phải không các anh chị? Mình phải lặp lại trước. Nên cái câu này sẽ là you are at home. Right? Tại vì you phải đi với are, cái động từ to be phải chia, right? I thì là I am mà you thì phải là you are. Mình lặp lại cái câu này. Rồi xong rồi đó mình mới đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. Ok? Mình mới đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. Thành ra cái câu này mình sẽ thêm là you are at home. Rồi đảo lộn chủ từ động từ nè. Are you? Đúng không? Right. Rồi xong rồi đó mình mới đổi phủ định hay là xác định. Ở phía trước nó là xác định thì ở phía sau nó phải là phủ định, phải không các anh chị? Có nghĩa là mình thêm chữ not vô cái động từ. Mà cái chữ not thường thường phải viết tắt, ok. Thành ra câu này sẽ trở thành là you are at home. Are not you hay là aren't you? Right? Rồi mình thêm cái question. Bây giờ đổi câu này nha. Nhưng mình make sure là các anh chị phải nắm vững cái điều này trước. I have dinner with my parents. Đổi câu này thành câu hỏi đi. Tôi, I'm sorry, I misspelled right there. I have dinner with my parents. Thì đổi câu này thành câu hỏi đi các anh chị. Có phải bạn ăn tối với ba mẹ của bạn không? Trước nhất mình phải lặp lại câu đó. Nhớ nha, trước nhất mình phải lặp lại câu đó. Và mình chỉ đổi chữ I hay chữ we thành chữ you, chữ my thành chữ your. Ok. Thành là lặp lại câu đó là you have dinner with, chữ my thành chữ your, phải không các anh chị? Your parents. Right. Rồi đó là cái step thứ nhất, mình lặp lại và mình đổi chữ thôi. You have dinner with your parents, right? Cái step thứ hai, mình sẽ đảo lộn cái chủ từ với cái động từ, phải không? Nên mình sẽ có là you have dinner with your parents. Okay. Do you? Ở đây á, tại sao mình không nói đảo lộn chủ từ động từ, mình không nói là have you
Mình nói là do you. Tại sao vậy các anh chị? Hả? Haven't you hay là do you? Hay là don't you? Theo các anh chị nghĩ, nó là haven't you hay là don't you? Cho các anh chị nào đã học rồi suy nghĩ đi. Hả? Don't you hay là haven't you? Đó, bây giờ các anh chị đã nào đã good rồi đó. Ok. Good rồi đó. Các anh chị nghĩ tại sao đây nó là don't you chứ không phải là haven't you? Thế các anh chị nghĩ haven't you hay là don't you? Very good wondering. Okay. Ngoài trừ cái gì, ngoài trừ động từ to be thôi, ok, tất cả những cái động từ còn lại là động từ thường chứ không phải là trợ động từ, ngoài trừ động từ to be thôi hay là helping verb, ok, thì mình đảo lộn nó. Còn ngoài ra khi mà đặt câu hỏi với một cái động từ thường thì các anh chị phải dùng chữ do, phải không? Phải không các anh chị? Ví dụ các anh chị coi câu này. Okay. I have. Đây là cái luật nha. Có nhiều khi mình confused đó. I have dinner with my parents. Các anh chị đổi câu này thành yes no question đi. Coi các anh chị đổi làm sao. Các anh chị đổi câu này thành yes no question chứ không phải là tag question. Các anh chị đổi làm sao? Các anh chị có nói là have I dinner with my parents không? Hả? See? Các anh chị dùng chữ do để đặt câu hỏi, phải không? Phải không? Thế cho cái động từ to have, phải không? Right? Thành ra mình dùng chữ do để đặt câu hỏi. Tại vì động từ to help này không phải là trợ động từ. Mình chỉ đổi đảo ngược cái trợ động từ với cái động từ to be ra với cái chủ từ khi mà mình đặt câu hỏi mà thôi. Còn tất cả những động từ thường mình phải dùng chữ do, chữ does hay là chữ did. Phải không nào? I am a, wrong with me. I am a, I can play. Một chỉ trừ khi nào mà cái động từ to be and trợ động từ thì khi đặt câu hỏi mình mới đảo lộn cái chủ từ với cái trợ động từ hoặc là cái động từ to be. Anh chị đồng ý không nào? Còn ngoài ra tất cả những động từ còn lại mình treat it as a regular verb. So when you use, when you change to the question into grammatical sentence, you have to
reverse the subject and the to be or have been verb, right? Đây là cái luật nha các anh chị. Ngoại trừ khi nào động từ chánh nó là động từ to be, hoặc là nó đi theo với cái trợ động từ, thì mình khi mình đặt câu hỏi mình sẽ đảo lộn cái động từ to be hay là cái trợ động từ với cái chủ từ. Mà mình có hai câu này, khi mà mình đặt câu hỏi thì mình đảo lộn đó, right? Chữ I trở thành chữ you, phải không? Và chữ you thì phải đi theo chữ are, phải không? So câu hỏi sẽ là are you a someone? Are you a student? Phải không các anh chị? Còn câu ở phía dưới cũng vậy. Chữ can là trợ động từ. Trợ động từ là cái một cái động từ nó giúp cho một cái động từ khác nó mới đủ nghĩa. Thành ra chữ can ở đây mình gọi nó là trợ động từ, hay là helping verb, hay là auxiliary verb. Trường hợp này mình sẽ đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ, phải không? Thành ra đây mình sẽ nói là can. Sorry. Can you, phải không? Play. Cái gì vậy? Còn trong câu nếu mà nó không phải là trợ động từ hay là động từ to be thì tất cả những động từ khác sẽ là động từ thường. Thì đối với động từ thường khi đặt câu hỏi mình sẽ dùng chữ do hay là chữ does hay là chữ did, cái khái như vậy. Phải không nào? Right? Thí dụ như câu này, I have a dinner with someone. Thì các anh chị thấy cái động từ to have ở đây nó không phải là trợ động từ, tại nó đâu có đi theo động từ nào đâu mà gọi nó là trợ động từ, phải không? Mà nó cũng không phải là động từ to be. Thành ra khi đặt câu hỏi mình phải dùng chữ do hay là dùng chữ does. Chữ does khi mà mình thấy trong câu nó có chữ she, chữ he hoặc chữ it thì mình sẽ dùng chữ does. Hay là mình dùng chữ did khi mà trong câu nó là quá khứ để đặt câu hỏi, và mình dùng một trong những cái chữ này để rồi đảo ngược cái chủ từ. Ok, đảo ngược cái chủ từ. Ok, thành ra trong cái câu I have dinner with, thành ra khi mình đặt câu hỏi mình sẽ dùng cái chữ do, phải không? Tại sao? Tại vì chữ I mình sẽ đổi thành chữ you, phải không các anh chị? Thành ra câu này sẽ trở thành câu hỏi là do you have? Và khi mà mình dùng cái chữ do thay thế cho cái động từ to have để đặt câu hỏi thì cái động từ chánh sẽ trở lại nguyên mẫu. Ok, thành ra mình sẽ có là do you have, bắt buộc phải là nguyên mẫu, a dinner with anh chị. Hiểu điểm này rồi phải không? Đây là cách đặt, mình đã học bài này rồi trong cái bài yes no question. Thành ra nhiều khi các anh chị phải nhìn kỹ coi cái động từ chánh nó là động từ thường hay là động từ to be hay là trợ động từ để mình đặt câu hỏi. Giờ cho câu khác là she has dinner. Thành ra động từ to have ở đây là has, tại she thì phải đi với has, right? Cái động từ has ở đây nó không phải là trợ động từ. Tại khi mình nói nó là trợ động từ thì bắt buộc ở phía sau nó có phải có một cái động từ khác. Có ai không biết động từ là gì không? Động từ là một cái tiếng, một cái chữ nói ra để chỉ cái hành động. Ok, để chỉ cái hành động. Trong câu bắt buộc phải có một cái hành động. Tôi làm cái gì? Oh, tôi đi. So I go. Go đây là động từ. Tôi cái gì nữa? Oh, tôi play. Tôi chơi. So play đó là động từ, nó là chỉ cái hành động. Okay.
So động từ là cái chữ mà chỉ cái, thường thường là chỉ cái hành động, the most. Okay. Rồi, cái câu này she has ở đây là động từ chánh, không phải là động từ to be mà cũng không phải là trợ động từ. Thành ra khi mình đặt câu hỏi mình sẽ dùng một trong một những chữ do, does hay là did. Cái này tụi mình chỉ nói đơn giản thôi. Trường hợp này mình phải dùng chữ does, tại vì trong câu nó có chữ she, right? Thành ra mình sẽ dùng chữ does, mình để ở phía trước. Okay. The she. Và khi mà mình thế cái trợ động từ does với cái động từ chánh là has, thành ra khi mà mình lặp lại the she thì cái động từ chánh phải trở về nguyên mẫu. Các anh chị nhớ điều này nha. Dùng chữ do, chữ does thì động từ chánh phải trở về nguyên mẫu. Và ngay cả chữ did luôn, động từ chánh phải trở về nguyên mẫu. Thành ra động từ has ở đây là động từ chánh. Mình đã thế nó bằng chữ does để đặt câu hỏi rồi, thì động từ has này phải trở về nguyên mẫu là have. Đó các anh chị. Tiếng Mi không có thể tưởng tượng được, tiếng Mi lặp lại cái yes no question cho các anh chị. Does she help? Thấy không, học với Tiểu My nó có cái connection, nghĩa là nó có cái sự liên hệ với nhau. Tại sao lúc đầu Tiểu My không 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 chia sẻ các anh chị cái task question trước? Tại vì các anh chị chưa biết cái yes no question, right? Nên mình phải học cái yes no question trước rồi mình mới học qua cái WH question. Tại sao các anh chị phải biết cái yes no, các anh chị mới học qua cái WH and how question? Tại vì trong cái WH and how question bắt buộc mình phải biết cái yes no question mình mới làm được cái WH and how question. Okay, any question? Yuri Nguyễn. I wish I would be an operator and I give you a red dot. Does she have? Okay. Ở trong rương các anh chị làm ơn đừng có nói bậy, ok? Đừng có nói cái gì làm cho người ta tưởng tượng bậy bạ. Muốn cái chết bây giờ. Eugene Nguyễn. Ok, các anh chị hiểu rồi phải không? Bây giờ trở lại cách đặt câu hỏi, task question. She has. Hey, để ngón tay sai là viết sai. She has dinner, cười nó, ông cười nó kìa, with her parents. Giờ các anh chị đặt câu hỏi với câu này đi. Cô ta ăn tối với ba mẹ của cô ta phải không? Anh chị đặt câu hỏi đi. Không có nói I am forgot nha. Các anh chị đặt câu hỏi với câu này đi. Sửa chưa? Đúng. Bây giờ trước nhất, ok, mình lặp lại y chang. Thấy không? Mình đi từng step nè. Trước nhất mình lặp lại y chang cái câu đó. She has dinner with her parents. Right. Rồi, bây giờ mình mới đảo lộn cái động từ với cái chủ từ, phải không? Để đặt câu hỏi. Và cái động từ to have là has ở đây nó chỉ là động từ thường mà thôi, không phải là trợ động từ mà cũng không phải là động từ to be. Thành ra mình sẽ dùng chữ does để đặt câu hỏi,
Không các anh chị, giờ mình đảo lộn nó. Thành ra cái câu này tiếp tục cái step thứ hai là mình sẽ có là Does she, phải không? Đó là cái step thứ hai. Tại vì động từ to have ở đây không phải là trợ động từ hay động từ to be, thành ra bắt buộc mình phải dùng chữ does để đặt câu hỏi, phải không? Và mình đảo lộn nó với cái chủ từ, thành ra mình sẽ có là does she, right? Rồi cái câu ở phía trước nó là xác định, câu phía sau phải là phủ định, có nghĩa là mình phải thêm chữ not vô, right? Và chữ not này phải phải viết tắt, phải không? Thành ra mình sẽ có cái câu mới là doesn't she, phải không? Tại phía trước nó xác định, thành ra phía sau mình phải làm nó phủ định. Rồi để cái dấu hỏi vô. Rồi các anh chị rành gì cách đặt câu hỏi này chưa? Hay là thêm thí dụ nữa? Hả? Muốn thêm thí dụ nữa? Hay là go on? Move on, I mean. Các anh chị hỏi các anh chị, I mean, Tiểu My hỏi các anh chị nào mới học tiếng Anh đó. Hiểu rồi phải không? It's okay, later on mình có sẽ có bài tập rất là nhiều cho các anh chị tha hồ mà làm. Okay. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Rành rồi đó nha. Nhớ nha. Phía trước là phủ định, phía sau là xác định, phía sau là xác định. Phía trước là xác định thì phía sau là phủ định. Đây là cái điểm tránh. I, we đổi thành you, your đổi thành my, my đổi thành your. Right? Tiếp tục. Ok, qua cái phần khác. Đó là hiện tại, bây giờ quá khứ. You went to the store again. You went to the store again. Bạn đi trở lại, bạn đi chợ một lần nữa hả? Bạn đi ra tiệm một lần nữa hả? Thì khi mà mình có cái loại câu này ở quá khứ, ok, thì mình cũng 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 làm cũng y chang như vậy, chỉ đổi quá khứ thôi. Thì trước nhất, cái step trước nhất mình sẽ lặp lại cái câu đó, phải không các anh chị? Mình lặp lại cái câu đó một lần nữa. Rồi cái step thứ hai mình sẽ đảo lộn cái chủ từ với cái động từ, phải không các anh chị? Right. So động từ to when có nghĩa là động từ when có nghĩa là động từ to go đó, phải không? Thành ra động từ to go không phải là trợ động từ mà cũng không phải là động từ to be. Thành ra mình sẽ dùng chữ do, chữ did hay là chữ does. Và trường hợp này mình dùng chữ did là tại vì nó là quá khứ. Right? Thành ra mình dùng chữ did để mình đảo lộn cái chủ từ. Thành ra cái câu mới mình sẽ có là did you, phải không? Right? Rồi cái step sau cùng nữa là nếu phía trước là xác định thì phía sau phải là phủ định, có nghĩa là mình thêm chữ not vô thôi. Em mình sẽ có câu mới nữa là you went to the store again, didn't you?
Ok. Bạn đi chợ một lần nữa, phải không? Cái task question thường thường ở phía sau có nghĩa là phải không, đúng không, có không. Đại khái là như vậy, đặt câu hỏi với những chữ phải không, đúng không, có phải vậy không. Câu này có nghĩa là có hai cái mệnh đề phía trước và mệnh đề phía sau. Thường thường á, mình cái điểm chánh là mệnh đề phía trước. Ok, cái yếu tố chánh là mệnh đề phía trước, là mình muốn hỏi về cái mệnh đề phía trước. Có phải bạn đi chợ phải không? Không cần biết ở phía sau nó là phủ định hay là xác định. Ở phía sau cái mình dịch nó sẽ là phải không, có không, đúng không, đúng vậy hay không. Cái như vậy mình confirm nó lại. Ok, các anh chị đừng có confuse, thấy ở phía sau nó là phủ định, mình tưởng câu này là phủ định, câu này là xác định nha. Bạn đi chợ phải không? Ok, now next one. The subject of task is always a pronoun. Có nghĩa là gì? Task là cái đuôi, nghĩa là cái did you gọi là cái task. Và cái chủ từ của cái task lúc nào nó cũng phải là đại danh từ. Các anh chị nhớ điều này nha. Lúc nào nó cũng sẽ phải là đại danh từ. Ok, thí dụ câu này. Peter doesn't smoke, does he? Mình không có nói là does Peter. Khi mà mình phải dùng cái đại danh từ thay thế cho cái chủ từ ở phía trước là chữ he. Anh chị thấy điều này rồi phải không? Peter doesn't smoke, does he? Right? Tại sao nó ra câu này? Tại vì trước nhất mình lặp lại y chang, phải không? Trước nhất mình sẽ lặp lại y chang cái câu đó. Rồi sau đó mình mới đảo lộn chủ từ với cái trợ động từ. Các anh chị thấy cái chữ does ở đây, bây giờ nó là trợ động từ tại nó đi theo cái động từ chính là động từ to smoke. Và theo cái luật, nếu mà là động từ to be hay trợ động từ trong câu, mình sẽ đảo lộn cái trợ động từ hay cái động từ to be đó với cái chủ từ, đúng không? Thành ra mình sẽ có cái câu mới là doesn't, right? Doesn't he? Right? Có câu mới là doesn't he. Rồi cái Peter đó, trong cái task question, mình phải đổi cái chủ từ thành cái trợ động từ. And that Peter sẽ trở thành he, phải không? Rồi cái step sau cùng là ở phía trước nó là phủ định thì phía sau nó không có chữ not nữa, right? Thành ra câu mới sẽ thành Peter doesn't smoke, does he? Và cái task question mình treat nó as, nó giống như the same as the yes no question in chúng mình sẽ trả lời sau nha. And cái task question đó mình chú ý là is yes no question in intonation. Okay. Có nghĩa là mình phải lên giọng cuối câu. Yes no question lên giọng cuối câu phải không các anh chị? Thì cái task question mình cũng phải lên giọng cuối câu luôn. Okay. Peter doesn't smoke, doesn't he? I mean, does he? Okay. Phải như vậy.
Các anh chị đổi câu này nha. He won't come to see her. Đổi câu này đi. Bây giờ ngồi đây hỏi với nhau. Sao không hỏi Tiểu My nè? Hả? Jolin Nguyễn. Sao không hỏi Tiểu My nè? Where do I live? Hả? Hỏi thẳng Tiểu My nè. Tiểu My đang nói chuyện, Tiểu My trả lời nghe tiếng. Còn Nhung đâu có trả lời, đâu có nghe tiếng đâu. Jolin Nguyễn, hỏi Tiểu My nè. Ok, bây giờ đổi câu này. Đổi câu này đi các anh chị. Trước nhất mình sẽ lặp lại câu, cái câu đó y chang, right? He won't come to see her. Rồi mình đảo ngược cái chủ từ với cái động từ, phải không? Đảo ngược thì mình sẽ nói là will he, phải không? Will he, right? Rồi mình coi coi ở phía trước nó là phủ định thì phía sau nó là xác định. Thành ra phía sau mình không cần thêm chữ not nữa. Để y chang như vậy. Thành ra cái câu nó sẽ trở thành he won't come to see her, will he? Tại sao đổi thành chữ you vậy? Trọng thịnh. Will he? Đúng không? Đồng ý không nè? Right, ok. Cảm ơn. Nhớ nha, cái task question bắt buộc phải dùng cái pronoun, không được dùng cái proper nouns, okay? Hay là cái regular noun. Phải dùng cái pronoun, đại danh từ. Đó là cái điểm thứ hai trong bài. Ok, câu này. Câu này. Xin chào các anh chị mới vào. Đố các anh chị ở phía sau nó là cái gì? Nothing was said. Was gì ở phía sau? Was gì ở phía sau? Có gì? Wasn't hay là was? Wasn't hay là was? Wasn't hay là was? Hả? Was. Ok, was. Tại ở phía trước nó là phủ định rồi. Nothing là phủ định mà. Phải không? Yeah, dùng chữ it là đúng. Ok. Dùng chữ it là đúng. Was it? Nothing là phủ định rồi, phải không? Okay, look at this one. Statements containing words such as neither, no, none, no one, nobody, nothing, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom, are treated as negative and followed by an ordinary interrogative tag. Những cái mệnh đề mà nó chứa những cái chữ như là neither, no, none, no one, etc. thì thường thường mình coi nó giống như là một cái mệnh đề phủ định. Okay? Và nó phải theo nó với cái mệnh đề xác định cho cái câu tag, question. Okay? Nothing wasn't. Khi mà Tả Linh nói nothing wasn't là Tả Linh repeating. Trong một cái câu tiếng Anh không được lặp lại. Không được lặp lại nghĩa là Tả Linh lặp lại hai lần. Ok. Yeah, không có ai nói như vậy hết trơn. Đã lặp lại và câu tiếng Anh không có cái vấn đề lặp lại. Nothing cũng là not, right? Mình vừa nói nothing mà mình vừa nói was not nữa, không có đúng. Okay.
Hana trở lại bài nha. Hana, các anh chị thấy cái câu này. Okay, sorry. Cái câu này các anh, mình sẽ đổi, bắt đầu đổi nè. Nothing was said. Không có nghe nói gì hết trơn á. Cái word said này là gì các anh chị? Cái động từ chánh này là động từ gì? Là động từ gì? Động từ say, right? Cái câu này ở cái thể gì? Nó là passive voice sentence, phải không các anh chị? Phải không? Nó không phải ở thể past, mà nó là passive voice. Nó ở cái thể bị động. Không có nghe cái này dịch sao ta? Không có được nghe gì hết trơn á, không có được nghe ai nói gì hết trơn á. Ok. Hành đây nó sẽ là thể bị động, phải đi với cái động từ to be and cái past participle. So động từ to be ở đây nó sẽ là trợ động từ. Thấy không các anh chị? Hành ra chữ was đây là trợ động từ. Và khi mình đặt câu hỏi thì mình phải đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ, đúng không? Right. Thành ra cái câu này sẽ trở thành là, I mean cái step thứ hai mình sẽ đảo lộn cái trở động từ với cái chủ từ, phải không? Was it, right? Tại cái nothing trong cái định nghĩa nó nói, khi mà mình dùng cái chữ nothing thì mình sẽ dùng cái chữ it, phải không? Right? Thành ra đây mình đảo lộn trợ động từ với cái chủ từ là was it, right? And cái câu ở phía trước nó phủ định thì câu phía sau nó sẽ là xác định trong cái định nghĩa nó nói, right? Thành ra câu phía sau mình không cần để chữ not vô nữa, mình chỉ để cái câu hỏi vô, cái question mark vô mà thôi. Okay, một câu khác nha. Các anh chị đổi câu này đi. Michael hardly ever goes to the party, to parties. Hardly ever, dịch là không có đi đó. Cái hardly dịch là không nha các anh chị. Cái hardly hay là hardly ever dịch là không, không hay là không bao giờ, hay là barely hay là scarcely hay là nothing, là khái như vậy, dịch là không. Giờ các anh chị đổi câu này đi. Very good, does he? Okay, does he? Tại cái mệnh đề ở phía trước nó là phủ định, mặc dù nó không có chữ not mà các anh chị phải hiểu đó là phủ định, là không. Michael thì không bao giờ đi dự tiệc hết trơn, phải không? Okay, thành ra nó sẽ là phủ định. Thành ra mình sẽ dùng, mình ở phía sau nó không có chữ not. Right? Câu này nha, đổi câu này. Ví dụ một người bị bệnh diabetes. Nói câu này, no sugar is allowed. Bác sĩ nói gì vậy á? No sugar is allowed in his food. Nói câu này đi.
Yes, is là động từ to be, phải không? Thành ra đặt câu hỏi cũng là động từ to be, đảo ngược cái chủ từ. No sugar, mình đổi thành chữ it. Okay. Và cái phía trước nó là phủ định thì phía sau nó phải là xác định. No sugar is allowed, is it? Phải không? Is it? Lặp lại câu hỏi, rồi đổi ngược chủ từ, viết trở động từ. I mean, viết động từ to be. Rồi thêm cái question mark. Ok, một trường hợp nữa. No sugar is allowed có nghĩa là không có được, không có được bỏ đường vô. Đồ ăn không có được có đường. Nghĩa là không có được, không được ăn đường. Ok, coi cái này nha. When the subject of the sentence is anyone, anybody, no one, nobody, none, neither, we use the pronoun they, a subject of the tag. Khi cái hồi nãy đó là chỉ chung chung, okay? Có thể chỉ về người ta, có thể chỉ về súc vật, hay là có thể chỉ về đồ vật. Nhưng cái ở dưới đây đó, anyone, anybody chỉ về người ta. Và nếu mà chỉ về người ta thì mình phải dùng chữ they, chứ mình không có được dùng chữ it. Hồi nãy mình dùng chữ it là tại vì nó không phải chỉ về người ta, mà nó chỉ về đồ vật hay súc vật hay sự việc, thì mình dùng chữ it. Ok, thí dụ. Anh chị đổi câu này. I didn't suppose anyone will volunteer. Tôi không có nghĩ là bất cứ người nào sẽ tình nguyện. Giờ đặt câu hỏi nè. Đặt câu hỏi, cái câu hỏi này mình đặt làm sao các anh chị? Ở phía sau nó phải là xác định mà, sữa chua. Volunteer là tình nguyện. Bạn không có nghĩ là không có bất cứ người nào họ không, bạn không có nghĩ là họ không có tình nguyện, họ tình nguyện phải không? Họ sẽ tình nguyện phải không? Bạn không có nghĩ là họ sẽ tình nguyện, nguyện phải vậy hay không? Ở đây mình sẽ dùng chữ they, tại chị chữ anyone phải không các anh chị? Mình sẽ dùng chữ they, right? Will they phải không? Yeah, will they? How about this one? No one would object. Không có ai bị lỗi hết trơn phải không? Sẽ will object là gì? Would object. Không có ai bị lỗi phải không? Dịch vậy phải không? Giờ các anh chị đổi câu này đi. Biết gì? Cái động từ là will. Ok. Tại vì mình nói về cái anyone, chứ mình không có nói về cái you.
That's a good question, Trái Lòng. Tại mình nói về cái anyone. Và cái động từ đi với anyone là will, phải không? Thành ra mình đâu có dùng là did đâu. Right? Okay, wondering. Cái no one có nghĩa là negative rồi. Ở phía trước no one có nghĩa là negative rồi. Thành ra ở phía sau nó phải là positive. Yes, coi lại rồi phải không? Cái định nghĩa nó nói mà. Cái no one, nobody, no nothing, none mà chỉ về người ta thì mình sẽ dùng chữ they. Right? Và nó sẽ là a negative sentence. I mean statement. Okay, good day. Chứ không phải good day nha. Good day. Julie Nguyễn chứ không phải good. Okay, chứ không phải good day mà là good day. Câu này nha. Đổi câu này. Nhiều khi cái mệnh đề nó không cần chữ not, nhưng mà chính nó là negative. It's negative itself, right? What's a composite? Composite được nha. Yes. Đổi câu này nha. Neither of them complained. Không có ai thắc mắc hết trơn á. Đổi câu này đi các anh chị. Không có ai thắc mắc hết phải không? Yes, did they, phải không? Chỉ neither, nobody, no one, nothing, none. Thì mình thấy nó bằng chữ they, chỉ về người ta. Okay. Neither of them complained, did they? And question mark luôn. Câu này nha. Trở lại vấn đề. Peter helped you. Làm câu này đi các anh chị. Có phải Peter nó giúp bạn hay không? Yeah, didn't he? Phải không? Cái Peter mình phải đổi thành cái pronoun là he, right? And cái helped là quá khứ, mình sẽ dùng chữ did, phải không? Và phía trước nó là xác định positive, mình phải phía sau nó phải là phủ định negative with did not, right? Okay, good. And câu này nè. Mary was here. Yeah, cái step thứ nhất mình lặp lại, step thứ hai mình đảo ngược chủ từ với động từ. Và chủ động từ nó là động từ to be, thành ra mình chỉ đem nó ra phía trước thôi. Và cái chủ từ mình phải đổi thành pronoun. Mary sẽ thành she, phải không? Thành ra mình đảo ngược nó là Mary was here, was she? Rồi sau đó mình mới coi xác định hay là phủ định. À, phía trước nó là xác định, phía sau nó phải là phủ định. Sau phía sau phải có chữ not. Right? Thành ra cái câu nó sẽ trở thành trọng thỉnh của câu của trọng thỉnh. Mary was here, wasn't she? You missed the apostrophe. Thiếu cái dấu phẩy nha. Ok, mà cái khác nha.
cái này chỉ lặp lại thôi. With the simple present tense, we use don't, doesn't in the top. With the simple past tense, we use didn't. Có nghĩa là nếu mà cái động từ nó là thì hiện tại đơ, thì mình sẽ dùng chữ don't hay là chữ doesn't để đặt câu hỏi. Các anh chị làm đi. Tim lives here. Có phải Tim nó sống ở đây hay không? Thì mình review lại chút xíu trước khi mình qua cái complicated subject. Yeah, doesn't he? Trước nhất lặp lại câu hỏi Tim lives here. Rồi sau đó đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. Cái động từ là động từ to live, là động từ thường, nên mình phải dùng chữ doesn't. Does trước cho dùng chữ does. Đấy. Rồi sau đó cái chủ từ nó là Tim, mình phải đổi nó thành cái đại danh từ là he. So mình sẽ có cái câu là Tim lives here, does he? Rồi cái step cuối cùng là phía trước nó là xác định thì phía sau phải là phủ định. Là phía sau mình phải thêm chữ not vô. Cái câu mới sẽ là câu của hoàng gia. Tim lives here, doesn't he? And lên giọng cuối câu. Doesn't he? Okay, next one. Timmy nói từ từ vậy các anh chị hiểu phải không? You found your passport. Làm câu này đi. Bạn đã tìm được cái passport của bạn rồi phải hay không? Trước nhất mình lặp lại y chang. Okay. Yeah, trước nhất mình lặp lại y chang. Cái step thứ hai là mình đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. Là you found your passport. Chủ từ là you, động từ là found. Và động từ to found không phải là động từ to be, cũng không phải là trợ động từ. Thành ra mình sẽ dùng chữ do, chữ does hay là chữ did để đặt câu hỏi, phải không? Là trường hợp này nó là quá khứ, thành ra mình dùng chữ did và đảo lộn với cái chủ từ là did you, phải không? So cái câu mới là you found your passport, did you, phải không? Rồi cái step cuối cùng mình phải coi phía trước nó là phủ định thì phía sau phải là xác định. Phía trước là xác định thì phía sau phải là phủ định. Và cái câu ở phía trước nó là xác định, phải không? Thành ra cái câu phía sau nó phải là phủ định, có nghĩa là mình phải thêm chữ not vô. Thành ra câu mới sẽ là câu của Trọng Thịnh. You found your passport, then you. Anh chị hiểu rồi phải không? Nắm vững vấn đề rồi phải không? A mem. A mem là gì? A mem là gì? Là nửa đàn ông, nửa đàn bà. Tại vì đàn ông là men, đàn bà là mem, phải không? A mem là nửa đàn ông, nửa đàn bà. Chỉ không vô nói chữ mi là half and half à. Chán thì thôi khanh. Khanh anh mắm. Ai biết. Anh không, ai biết. Nói tiếng Việt không chịu bỏ dấu. Đi không vô kêu tiếng Mỹ là BD. Đó là less yet. Right. Cái mem nó là nửa đàn ông, nửa đàn bà. Men. Okay. Đúng gì đúng. Men là đàn ông. Okay. Mem là đàn bà. Ok, thành ra nửa đàn ông, nửa đàn bà mình gọi là mem luôn. Right? Thì mem. Đây là tiếng mới chưa có trong từ điển. Chưa có trong từ điển. Mỹ nó sẽ để cái này vô trong từ điển later on. Ok, later. Ok. Đó là mem đó. Là mem đó. Ok. Giờ có nè. Giờ có nè. Cái mem này á. Nghĩa là gì các anh chị? Nghĩa là gì?
hả? La madame á, okay, la madame á. Yes, okay, viết tắt của chữ madame gọi là ma'am. Ok, tiếp tục nè. Rồi các anh chị à, biết rồi phải không? Biết cách đặt câu hỏi dữ rồi phải không? Cái chị đặt câu hỏi cái này nha. Mary's coming tomorrow. Có phải cô Mary sẽ tới ngày mai hay không? Ở đây á, mình không có dịch là đang phải không các anh chị? Ở đây nó là future tense chứ không phải là present tense. Nhớ cái điều này nha các anh chị. Hôm qua mình mới học cái bài này rồi. Mary is coming, phải không? Right. Rồi, cái này đó mình đảo lộn cái is đây. Mình đảo lộn cái động từ to be hay là mình đảo lộn cái trợ động từ. Trong trường hợp này các anh chị hiểu là mình đang đảo lộn cái động từ to be hay là cái trợ. Answer me, please. Cái step thứ nhất là mình lặp lại. Cái step thứ hai, giờ cái câu này nha, thì mình viết rõ ra mới được. Ok, viết rõ ra. Cái câu này viết rõ ra là nó như vậy nè. Mary is coming tomorrow. Rồi, theo cái luật, cái step thứ hai mình sẽ đảo lộn cái chủ từ với cái động từ. Phải không? Thành ra cái step thứ hai mình sẽ đảo lộn nè. Is she, right? Cái step thứ hai. Tại sao mình không nói là coming she mà mình nói là is she? Thành ra mình đảo lộn ở chữ is này, mình đang đảo lộn cái trợ động từ hay là mình đang đảo lộn cái động từ to be? Answer me. Trả lời cho Tiểu My đi. Cái động từ to be nó vừa là động từ tránh to be, nó vừa là trợ động từ luôn nha các anh chị. Okay. Các anh chị coi câu này. I am a student. I am playing game. Các anh chị phải phân biệt được khi nào nó là động từ to be thật sự, nghĩa là động từ chánh, khi nào nó là trợ động từ. Cái em ở đây, cái câu đầu tiên đó là I am student, nó là động từ to be. Còn cái em ở câu thứ hai nó là trợ động từ, nó cũng là động từ to be nhưng mà đóng vai trò là helping verb chứ không phải là to be. Các anh chị hiểu chỗ này rồi phải không? Phải không? Các anh chị hiểu hai cái câu. Một cái đó, I am a student, em đây là to be. Đã chưa? Còn em ở phía dưới là trợ động từ. Ok. Right. Các anh chị hiểu rồi. Right. Nhớ trả lời yes sẵn cho Tiểu My biết các anh chị hiểu. Ok, rồi áp dụng vô cái câu bài tập. Đổi câu này. Trước nhất mình lặp lại cái câu đó. Thứ hai mình sẽ đảo lộn cái động từ với cái chủ từ. Nếu mà động từ á, mà động từ to be thì mình chỉ đem cái động từ to be đó mình đảo lộn với cái chủ từ. Nếu mà trong câu có trợ động từ thì mình đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ luôn.
Nếu mà trong câu là động từ thường thì mình phải dùng chữ do, chữ đơ sai chữ did, đảo lộn với cái chủ từ. Nó có ba trường hợp phải không các anh chị? Vậy chứ trường hợp này mình sẽ đảo lộn cái động từ to be với cái chủ từ. Vậy thì các anh chị đang đảo lộn cái động từ to be hay là các anh chị đang đảo lộn cái trợ động từ? Answer me. Anh chị hiểu Timmy nói không? Hả? Có các anh chị đang đặt, mình phải đảo lộn phải không? Vậy đố các anh chị chứ các anh chị đang đảo lộn cái trợ động từ hay là cái động từ to be thật sự? Hả? Hả? Yeah, các anh chị đang đảo lộn cái trợ động từ, ok? Tại cái động từ to be ở trong câu Mary is ở đây là trợ động từ, nó bổ nghĩa cho cái động từ chánh là động từ to come. Khi nó làm rõ nghĩa hơn. Tại vì nhờ cái trợ động từ to be đây mình biết là cái sự việc nó chưa có xảy ra, nó sẽ xảy ra thôi. Đấy. Okay. Chưa nói hết tại Linh, đây là chỉ mới là cái step thứ hai thôi. Thành ra mình đảo lộn cái trợ động từ, okay. Yeah, tí mình nói rất là chậm rãi từng step các anh chị, đừng có rush, okay, don't rush me. Rồi cái step thứ ba mình mới coi, nếu mà phía trước nó là xác định thì phía sau nó sẽ là phủ định. Ý không nè? Thành ra cái câu mới mình sẽ có là phủ định, có nghĩa là mình để cái chữ not chiều. Mà khi mà các anh chị để chữ not thì bắt buộc phải viết tắt, ok. Và cái chủ từ nó là now. Khi mình đặt câu hỏi, mình phải đổi nó thành pronoun. Thành ra Mary sẽ trở thành she. Nhớ điều này nha các anh chị. Nó hơi complicated, nhưng mà các anh chị làm riết rồi, các anh chị sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, người ta nói practice make perfect, right? Cái vấn đề là mình có biết cái phương pháp không, cái cách không. Đó mới là vấn đề chính. Và khi mà mình biết rồi thì mình chỉ practice thôi. Okay? Thì mình nói rồi, hoàng engineer, ok, hoàng engineer vô room, mới vô room sao không? Đây chỉ mới là cái phần dễ dễ thôi đó, chứ chưa đi qua cái phần khó khó đó. Mà các anh chị còn confused thì tí mình ngồi đây nói hoài thôi. Nói đến chừng nào mà các anh chị nắm vững mới được. Tại qua cái phần khó là các anh chị tổ quả liền á. À, bây giờ nói lại nè. Thí dụ mình cho một câu có ba cách đổi. Thứ nhất mình coi cái động từ ở trong câu nó là động từ gì. Nó có ba loại động từ. Động từ to be, okay, helping, gọi là help verb đi, hay là helping đi, okay, và yeah. Regular. Trong một câu, cái động từ nó sẽ nằm một trong ba loại này, chắc chắn 100%. Thí dụ, okay, I am, chỉ mình lặp lại từ đầu cho các anh chị mới vào hay các anh chị chưa nắm vững đó. I am, okay, đây là động từ to be. I am, đây là trợ động từ. Cái chữ em ở đây là trợ động từ. Okay, I play, cái động từ play đây là động từ thường. Rồi, giờ các anh chị cho Tiểu My bất cứ câu nào coi nó có phải nằm trong ba loại này hay không. Nếu không phải chết liền á. Hồi mà Tiểu My mới vô Power Talk nghe các anh chị thề không? Em biết chết liền á.
Thì mới nói cái người này thề độc quá đi. Mà đến chừng sau này mình gặp ai cũng thề như vậy hết trơn. Mình nói ồ, khi mà họ nói là biết chết liền, họ đang nói giỡn chứ không phải là họ thề độc. Mà Tiểu My cũng nói giỡn thôi nha, chứ không có wish là mình chết liền đâu. Vậy các anh chị đánh bất cứ một câu nào thử coi có phải nằm trong ba loại này không, một trong ba loại này không hả? Nếu không phải chết liền. Nếu không phải chết liền á, đánh thử đi hả. I am playing football. So cái em đây là trợ động từ, nó nằm trong cái loại thứ hai. I will do it for you. So will đây cũng là trợ động từ, nó nằm trong cái loại thứ hai. Đấy. Are you okay là động từ to be, nó nằm trong cái loại thứ nhất. See, nó chưa ra ngoài. Okay. I'm still win. I still win. Đấy. Giờ tin chưa nào? Thấy không? Tin chưa? Tin bổn cô nương nói chưa? Giờ bí rồi phải không? Đâu có suy nghĩ ra đâu. Tin luôn, right? Rồi. Okay, giờ tin rồi thì phải áp dụng. Okay. I have been playing. Have been là trợ động từ. Okay. Have cũng là trợ động từ, been cũng là trợ động từ luôn. I am studying English cũng là trợ động từ luôn. Chứ em đi cũng là trợ động từ luôn. Right. Chưa chịu thua thì đánh tiếp. Coi ai kiếm được. I want to kill someone. So one ở đây cũng là trợ động từ. I mean one ở đây cũng là động từ thường. To kill ở đây là động từ phải không các anh chị? Hả? To kill ở đây là gì? Hả? To kill đây là gì? Là động từ hay là gì? No, to kill đây đâu phải là children đâu. Khi mà nói children thì nó phải có ing. To kill ở đây không phải là là động từ nha. Nó sẽ là verbal, là động từ giả. To kill ở đây không phải là động từ. Động từ chánh ở trong câu là động từ to want. To kill ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ là infinitive. Function is and what? Nó là infinitive. Function is an adverb. I mean, function is a noun. Okay. Các anh chị có nhớ cái bài verbal không? Verbal có nghĩa là một cái động từ. Nếu mà đứng riêng một mình nó sẽ là động từ thiệt. Okay. Nhưng mà nếu mà nó đứng ở trong câu, nó không phải là động từ. Thí dụ như là động từ to kill ở đây, nó là động từ nếu đứng riêng một mình nó. Nhưng mà trong câu nhiều khi nó không phải là động từ. Oh my God, bây giờ Tiểu My phải lặp lại cái bài verbal cho các anh chị nữa, chắc chết quá. Chị quên cái bài verbal rồi hả? The verbal. The verbal Tiểu My tạm dịch, tại Tiểu My không biết tiếng Việt dịch làm sao. Tiểu My tạm dịch nó là động từ giả. Đứng trong câu đó nó sẽ là danh từ. Trong cái trường hợp này, want to kill. Okay, đứng trong câu cái động cái to kill ở đây nó sẽ là danh từ, function is a noun. Tại sao?
Tại vì nó trả lời cho cái câu hỏi what I want, what do you want, phải không? Nó trả lời câu hỏi what. Và cái gì mà trả lời cho câu hỏi what thì thường thường nó sẽ là danh từ, phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Ví dụ mình nói I eat, you eat what, phải không? Đồng ý không nào? You eat what? Oh, I eat an apple. So có phải là an apple là danh từ không? Hả? Phải không các anh chị? Right? Cái gì mà nó trả lời câu hỏi what thì cái đó sẽ là danh từ. Thành ra cái câu này I want, want what? Bạn muốn cái gì? Oh, I want to kill. Okay. So to kill ở đây nó không phải là động từ nha các anh chị. Nó sẽ là danh từ. Nó sẽ là verbal, mình gọi nó là verbal. Okay. Nghĩa là động từ giả. Nghĩa là đứng trong câu nó không phải là động từ. Cái bài verbal cho các anh chị. Nó là infinitive. Okay. Verbal nó có 3 loại. Loại thứ nhất là gerund, là động từ có ing. Nghĩa là động từ nhiều khi nó có ing nhưng mà nó đứng trong câu nó không phải là động từ mà nó là danh từ. Thí dụ câu to jump, I mean to ski is my favorite sport. Cái to ski ở đây có phải là động từ không các anh chị? Phải không? Không phải đâu. Đâu phải đâu. Nếu mà động từ, tại sao hai động từ nó đi dính liền với nhau vậy? Đâu phải đâu. So to ski ở đây nó là verbal. Và trường hợp này nó là infinitive verbal nhưng mà nó ghét quá. Chị hiểu rồi phải không? Hay là mình nói là skiing. Để mình lặp lại cái bài verbal cho các anh chị đó. Is my. Thì cái skiing ở đây nó không phải là động từ mà nó sẽ là danh từ luôn. Phải không các anh chị? Đồng ý không nào? To ski ở phía trên cũng không phải là động từ mà nó sẽ là danh từ, right? Okay. So cái infinitive, để mình lặp lại cái infinitive nè. The infinitive đang nói về cái verbal đó. Cái verbal nó có 3 loại. Loại thứ nhất là gerund. Okay. Loại thứ hai là participle. Okay. Loại thứ ba là infinitive. Children thí dụ như là skiing hồi nãy Timmy mới vừa nói. I'm sorry, I misspelled. Okay. Children, ví dụ như là skiing hồi nãy chị My mới vừa nói là children. Okay. Right. Children là động từ nó có ing. Đứng trong câu nó không phải là động từ. Ví dụ như chị My nói là skiing is my favorite sport. Thì đứng trong câu cái skiing này nó không phải là động từ
mà nó là danh từ. Thành ra khi mà cái during thì lúc nào nó cũng bắt buộc phải là danh từ nha các anh chị. Nếu mà các anh chị nói về cái during thì bắt buộc nó phải là danh từ chứ không phải là động từ. Ok, tụi mình lập, chịu khó lặp lại cái phần verbal này cho các anh chị, lặp lại cái bài này. We hold right here, ok? We hold the task question. Tại cái bài verbal này nó rất là help, nó rất là quan trọng. Ok, children, rồi nó có nó có participle. Và nó có infinitive. Cái children nó có ba cái dạng. Dạng thứ nhất là children, dạng thứ hai là participle, và dạng thứ ba là infinitive. And cái verb này mình phải dịch là động từ giả, tại vì đứng trong câu nó không phải là động từ, nó đóng vai trò một là danh từ, hai là tính từ, ba là trạng từ, chứ không phải là động từ. Bây giờ nói trước cái children nè. Chỉ mới nói vắn tắt gọn ghẽ thôi, khi không có nói nguyên cái bài học chắc chết. Thí dụ như children nè, reading, skiing đi, skiing đi, okay. Capital nó lên. Skiing is my favorite sport. Thành ra cái câu này đó, cái động từ to ski mà thêm ing thì có nghĩa là nó là gerund. Nó đứng trong câu nó không phải là động từ, mà nó chỉ đóng một vai trò độc nhất là danh từ mà thôi. Đồng ý không nhờ? Phải không? Chị đồng ý không? Hay là cái câu này? Nhớ nha, bài này rất là quan trọng. Câu này: jumping is fun. Chứ jumping ở đây không phải là động từ. Trong câu nó function is a noun. Phải không? Subject, và thường thường subject thường thường là noun, phải không các anh chị? Right? Thành ra jumping ở đây sẽ là danh từ và nó là children. Và nó nhớ nha, chỉ đóng một vai trò là danh từ mà thôi. Rồi nắm vững cái children rồi phải không? Là động từ giả nha, verbal. Bây giờ qua cái infinitive. Ok, qua cái infinitive. No, qua cái participle trước. Ok. Participle thường thường á, khi mà mình nói là phân từ đó, thì participle nó có hai loại phải không các anh chị? Present participle and past participle. Cái present participle nó giống y chang như cái children vậy đó. Có nghĩa là nó là động từ thêm ing. Nhưng mà nếu mà nó đứng trong câu, nó không phải là động từ, mà nó cũng không phải là danh từ, mà nó chỉ đóng một vai trò thôi, đó là tính từ. Các anh chị nhớ điều này nha, nó giống y chang như cái children vậy đó. Nhưng mà nó đứng trong câu, nó sẽ là tính từ. Ok. Thí dụ các anh chị cho tiếng đi chút xíu nha.
Nhớ nha, thì mình nói rõ ràng. Cái participle nó có hai loại. Một loại là present participle và một loại là past participle. Giờ mình nói cái present trước. Cái present participle nó y chang như cái gerund vậy đó. Ok. Present giống y chang như là cái gerund vậy đó, nghĩa là cái động từ nó có ing nhưng mà đứng ở trong câu. Cái gerund thì nó đóng vai trò là danh từ nhưng mà đứng trong câu nó đóng vai trò là adjective cho cái present participle. Thí dụ như câu này, the skiing man is my father. Các anh chị đồng ý không nè? Cái skiing ở đây nó không còn là danh từ nữa mà nó sẽ đóng một vai trò thôi, đó là tính từ. Phải không các anh chị? Nó khác với cái skiing ở trên. Phải không? Hay là trong trường hợp này, cái skiing này mình không có nói nó là gerund được, mà mình phải nói nó là participle. Mình phải gọi nó là present participle. Yeah, its function is an adjective. Phải không nhỉ? Right? Okay, các anh chị coi câu này. The broken chair is was fix. Cái broken này có phải là past participle không? Past participle thường thường nó nằm ở cột thứ ba của cái động từ bất quy tắc, hay là nó có ed của động từ thường. Phải không? So cái broken này là past participle. Và đứng ở trong câu nó không phải là động từ, phải không các anh chị? Rõ ràng nó không phải là động từ, mà nó sẽ là gì? Nó sẽ là gì? Tính từ. Phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Nó sẽ là adjective. That's right. Phải không? Thành ra nói lại, các anh chị coi cái định nghĩa ở trên. Cái participle nó có hai loại, present participle and past participle, và nó sẽ đóng vai trò làm tính từ. Right? Có nghĩa là trong câu nó không phải là động từ. Nhớ nha, trong câu không phải là động từ, bởi vậy mình mới gọi nó là động từ giả, hay là gọi là dịch ra tiếng Mỹ nó là verbal. Okay. Rồi đó là hai loại verbal rồi, loại cuối cùng là infinitive, right? Cái infinitive này nó so complicated, nó rất là rắc rối. Thế, anh nói tiếng mình để dành sau cùng. Infinitive. Khi mà mình nói infinitive thì cái động từ nó sẽ có cái chữ to ở trong đó, phải không các anh chị? Nó có chữ to ở trong đó. Ví dụ như là to ski hồi nãy tụi mình nói, right? To ski. Nó có chữ to ở trong đó. Và cái loại này nếu mà nó đứng ở trong câu, nó cũng không phải là động từ, mà nó đóng một trong ba vai trò luôn. Nó rất là rắc rối. Vai trò thứ nhất nó sẽ là noun. Okay. Vai trò thứ hai nó có thể là adjective. Okay. Và vai trò thứ ba nó có thể là adverb. Thí dụ, okay, thí dụ, vai trò thứ nhất là noun nè, okay, noun. To jump is fun, so nó sẽ là noun, là tại vì nó là chủ từ của cái động từ to be is, right? Anh em mình đừng có nói to jump ở đây là động từ, không phải động từ,
Nó là infinitive function is a noun. Right? Bây giờ vai trò thứ hai nó là adjective nè. Các anh chị coi nó là adjective nha. Ok, các anh chị coi cái vai trò thứ hai, nó là tính từ adjective. She had a suggestion to offer. Tại sao nó là adjective các anh chị? Adjective thường thường bổ nghĩa cho cái chữ gì? Hả? Adjective thường thường nó bổ nghĩa cho cái chữ gì? Đợi tí mi tí xíu. Answer me please. Nó không có khác. Tại làm sao như vậy? That's good question, Ken. Tại làm sao? Tại vì to jump nó cũng là to jump nó, đó là gerund. Phải không? Và gerund cũng đóng vai trò là noun, phải không? Right? Gerund cũng là noun. Phải không? Infinitive nó cũng đóng vai trò làm noun luôn mà, phải không? Phải không? Cái to jump đó là infinitive. Bây giờ các anh chị đợi tí mi một chút xíu, đợi tí mi một chút xíu nha. Bây giờ trả lời cái này. Cái to offer này có phải là adjective không? Cái adjective đó thường thường á, các anh chị thường thấy nó đứng trước danh từ. Nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng đứng sau danh từ nha các anh chị. Và một khi mà nó đứng sau đó có nghĩa là nó nhấn mạnh. Ok, adjective thường thường cũng đứng sau chứ không phải lúc nào nó cũng đứng trước nha. Ví dụ mình nói câu này, I like my apple red. Thay vì các anh chị nói I like my red apple, đâu có ai nói I like my red apple đâu. Mình nói là I like red apple, phải không? Nhưng mà khi mà mình nói cái câu I like my apple red, nghĩa là có ba cái apple, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu xanh. Thì mình muốn nói cho cái người mà sắp sửa đưa mình cái apple đó, mình nói I like my apple red. Thì nhấn mạnh đưa cho tôi cái apple màu đỏ, tôi không có thích màu vàng hay màu xanh, nó chua quá đại khái như vậy. Thành ra cái tính từ mà đưa đứng sau danh từ dùng để nó nhấn mạnh, nó nghe hay hơn. Nó nói cho người ta biết là cái điều mà mình muốn nó bắt buộc nó như vậy. Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra cái câu ở phía trên cũng vậy. She had a suggestion to offer. Chứ cái to offer này nó là infinitive. Phải không? Nhưng mà đứng trong câu nó không phải là động từ, mà nó sẽ là tính từ, tại vì nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước nó. Tôi muốn có một cái lời lời đề nghị, mà cái lời đề nghị đó để offer, để mình không biết dịch câu này nó hơi rắc rối phải không các anh chị? Hay là câu này, câu này thì nó dễ hiểu hơn nè. There are no good movie to see. So, các anh chị thấy cái to see này nó bổ nghĩa cho chữ nào trong câu? Chữ there, phải không? Không phải. Chữ are, cũng không phải luôn. Chữ no, cũng không phải luôn. Chữ good, cũng không phải luôn. Hay nên nó bổ nghĩa cho chữ movie.
Thành ra rõ ràng nó sẽ là tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ đứng phía trước nó. Thành ra cái to see này nó sẽ đóng vai trò làm adjective chứ không phải là động từ. Các chị đồng ý không nào? Right? Chứ không phải là động từ. Ok, đó là vai trò thứ hai của infinitive. Vai trò thứ nhất là danh từ. Vai trò thứ hai là động là tính từ. Vai trò thứ ba là trạng từ. Anh chị coi câu này nha. We are looking to buy. Đúng không các anh chị? Cái to buy này nó bổ nghĩa cho cái chữ gì? Look, phải không? Cái động từ to look, phải không? Right? Thành ra vai trò thứ ba nó sẽ là trạng từ. Cái trạng từ nó bổ nghĩa cho cái động từ, phải không các anh chị? We are looking, looking để làm gì? For what? To buy. Looking to buy a car. Anh đang nói tóm lại. Bây giờ chúng đi review lại nè. And misspell, okay. Participle nó sẽ bằng adjective, okay. Infinitive, infinitive nó sẽ bằng noun hay là adjective hay là adverb. Đây là cái công thức các anh chị phải thuộc lòng. Thành ra cái infinitive nó đóng đến ba cái vai trò lận: danh từ, tính từ hoặc là trạng từ luôn. Tiểu My mới vừa chứng minh cho các anh chị. Nghĩa là trong câu nó không phải là động từ, phải không các anh chị? Trong câu nó không phải là động từ. Như đừng có dội mà nói nó là động từ. Okay. Thành ra cái câu hồi nãy trong cái bài tập đó, giờ đóng cái bài này lại. Trong cái bài tập đó thì đâu rồi? Dạ hỏi đi, cứ đặt câu hỏi. I want to. Cái bài tập đó mất tiêu rồi. Yeah, I want to kill someone. So to kill ở đây nó là cái gì các anh chị? To kill ở đây nó là infinitive, phải không? Phải không các anh chị? So cái to kill ở đây nó sẽ là infinitive. Đợi, Tạ Linh đợi tí xíu, phải không? Right? Và yeah, infinitive nó đóng ba vai trò: một là noun, hai là adjective, ba là adverb. Và trong trường hợp này nó sẽ là adverb. Right. Okay, giờ các anh chị hiểu rồi phải không? Đừng có vội vã thấy thấy to thấy cái động từ tưởng nó là động từ. Okay. Lừa đầu lừa. Nói nở ràng cắt nghĩa nãy giờ hết nước miếng luôn. Right? Thành ra day to kill nó sẽ là trạng từ. Nó là verbal. Thật sự ra mình gọi nó là verbal. Là động từ giả. Khi nào dùng present participle, khi nào dùng past participle thì tùy theo cái câu chuyện mà mình dùng. Thí dụ nó đã đang mình đang nói nó về hiện tại thì mình dùng present participle. Còn mình đang nói nó về quá khứ thì mình dùng past participle thôi. Và participle thì nó đóng vai trò làm
tính từ, phải không? Đã lên, chị mình cho thí dụ nè. The jumping is, không thèm nhìn xuống nữa, nhìn lên đánh nó, nó không thích xài. Is my the jump jump it jump 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 phải không các anh chị? Jump 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 phải không? Thì to jump đó là quá khứ phải không? The jump monkey is gone. The jump viết này đi. Khi nào quá khứ thì mình dùng past, còn khi nào hiện tại thì mình dùng present thôi. Cái con khỉ mà nó đang nghĩ đó là con khỉ của tôi. Cái con khỉ mà nó đã nhảy rồi đó thì nó đi mất tiêu rồi. Sao mấy cái con khỉ đứng yên chỗ vậy, còn cái con khỉ mà nó đã nhảy đâu mất tiêu rồi, phải không? Thành ra mình tại Linh hiểu rồi phải không? Cái này mình đang nói về cái con khỉ đứng trước mặt của mình thì mình nói jumping monkey, monkey right. Còn khi mà mình nói cái con khỉ mà nó mất tiêu rồi là tại vì nó đã nhảy rồi, nó đi mất tiêu rồi thì mình nói quá khứ. Phải không? Ok, bây giờ nói câu này nữa nè. She is sao cứ capital way vậy ta? Time is it? Over time rồi nha các anh chị. She is sitting on the breaking chair. Ví dụ nói câu này đi. Cô ta đang ngồi trên cái ghế, nó đang bị gãy á. Cái ghế đang bị gãy á. Hay là she is sitting on the broken chair. Cái ghế đã gãy rồi, còn cái ghế này nó đang bị thôi, nó sắp sửa gãy thôi. Nghĩa là thế nào cô ta cũng bị té, tại vì nó sắp sửa gãy thôi, chứ nó chưa gãy hẳn. Ok. Cái này là the breaking chair, là cái ghế nó gần gãy rồi đó. Tại Linh hiểu gì? Clearly she is sitting on the broken chair. Là cái ghế nó gãy rồi mà cô ta cũng vẫn còn ngồi trên đó. Mà hiện tại thì nói present, còn quá khứ thì nói past thôi. Thấy như vậy. Và tỉnh, nó là tỉnh từ, nó sẽ đi theo với cái danh từ. Mình mới hiểu rõ thêm. Ok, hiểu rồi. Ngày mai mình học tiếp nha các anh chị. Bây giờ các anh chị nắm vững cái phần verbal rồi phải không? Đấy. Có ai chưa nắm vững không? Tí mình cho thí dụ chót cuối cùng nè. Ok. To jump is fun. No jumping. Children trước đi. Jumping is fun. Đây là children, đóng vai trò làm danh từ. Okay. To jump, tới cái infinitive phải không? Mình tới cái participle phải không? The jumping monkey. Jumping ở đây nó sẽ là tính từ chứ không phải là noun. Còn cái jumping ở phía ở câu trước nó sẽ là danh từ. Okay. Đó là participle.
Bây giờ tới cái infinitive. To jump. Is fun. To jump là cuối cùng là infinitive. Ba nghĩa đều dịch giống nhau nha các anh chị. Đều là dịch giống nhau, nghĩa là cái sự mà việc mà mình nhảy lên, nhảy xuống, nhảy tới, nhảy lui đó thì rất là thích thú, thì rất là fun nhìn sao ta. Thì fun đó. Okay. Ba cái điều, cái sự việc mà nhảy lên nhảy xuống thì fun. Cái câu thứ hai, cái con khỉ mà nó đang nhảy á. Okay. Thì cái jumping ở đây nó sẽ là adjective. Và nó là participle chứ không phải là gerund nha. Nó là present participle. Còn cái to jump cuối cùng nó sẽ là gì các anh chị? Nó sẽ là noun luôn. Tại cái infinitive nó đóng ba vai trò luôn, vừa noun, vừa adjective and vừa adverb. Ok các anh chị hiểu rồi phải không? Và khi mà nó là danh từ thì mình không có dịch nó là động từ, mà mình phải dịch nó là danh từ. Cái sự việc mà nhảy lên nhảy xuống, okay, jumping is fun, mình dịch là cái sự việc mà nhảy lên nhảy xuống thì rất là vui. Right. Cái jumping and to jump nó giống nhau. Tiểu My trả lời câu hỏi cho ai đó, nó đóng vai trò giống nhau là danh từ, nhưng một cái mình gọi nó là gerund and một cái mình gọi nó là infinitive. Ok, các anh chị hiểu rõ rồi phải không? Hiểu rõ cái phần verbal rồi phải không? So đừng có lẫn lộn khi trong câu thấy cái câu I want to kill. Nên mình tưởng cái to kill này nó là động từ, nó không phải là động từ. Ok. Mà nó là trạng từ. Nó là verbal, là động từ giả, trong câu nó là trạng từ. Cái động từ chánh mới là động từ to want. Ok. Mới nói thank you rồi cái sao Đà Lạt xứ hoa đào. Mới nói thank you rồi cái sao. Cái sao cái này còn cười nữa. Cái này gọi là câu trước đá câu sau á. Okay. Mới nói thank you. Dạ hiểu rồi cô rồi, thank you rồi cái sao. Nói ủa sao nó là động từ mà. Chán cô Đà Lạt thì thôi đi. Thôi gặp ngày mới thì ngày mới cắt nghĩa thêm. Ok. Giờ các anh chị đi ngủ đi. Ngủ đi, ngủ hết cho rồi đi. Khuya rồi. Mi cũng đi ăn nữa, đó buồn quá à. Ở đây mà cắt nghĩa cho cô Đà Lạt hồi chứ. Phải gọi nó là this is a verbal. Ok, không phải là a verb. Chán cái cục nợ thì thôi đi. Ok, bye các anh chị. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ cho các anh chị khác. Hẹn gặp lại các anh chị ngày mới nha. Ok. Giờ đi ngủ hết cho rồi đi. Bye, gửi email lại cho các ớt nha.